lợi thế của việt nam khi thương lái trung quốc xây kho thu mua sầu riêng khắp nơi sầu riêng là loại trái cây được người dân trung quốc yêu thích trong những năm gần đây nhu cầu tiêu thụ sầu riêng của trung quốc ngày càng tăng cao điều này đã tạo ra cơ hội lớn cho các nhà vườn việt nam xuất khẩu sầu riêng sang thị trường trung quốc việc thương lái trung quốc xây kho thu mua sầu riêng khắp nơi tại việt nam là một tín hiệu tích cực cho ngành xuất khẩu sầu riêng của việt nam Điều này sẽ giúp các nhà vườn Việt Nam có thể dễ dàng bán sầu riêng cho thương lái Trung Quốc, không cần phải qua trung gian. Việt Nam có nhiều lợi thế trong việc xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc. Thứ nhất, Việt Nam có diện tích trồng sầu riêng lớn với khoảng 110.000 hecta. Thứ hai, sầu riêng Việt Nam có chất lượng cao, được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng. Thứ ba, Việt Nam có vị trí địa lý thuận lợi, gần với Trung Quốc. Việc thương lái Trung Quốc xây kho thu mua sầu riêng sẽ giúp các nhà vườn Việt Nam có thể xuất khẩu sầu riêng với giá cao hơn. Điều này sẽ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Dưới đây là một số lợi thế cụ thể của Việt Nam khi thương lái Trung Quốc xây kho thu mua sầu riêng khắp nơi, giúp các nhà vườn Việt Nam có thể bán sầu riêng với giá cao hơn. Khi thương lái Trung Quốc xây kho thu mua sầu riêng tại Việt Nam, họ sẽ không cần phải vận chuyển sầu riêng về Trung Quốc điều này sẽ giúp tiết kiệm chi phí vận chuyển từ đó giúp các nhà vườn việt nam có thể bán sầu riêng với giá cao hơn giúp các nhà vườn việt nam có thể bán sầu riêng nhanh chóng và thuận tiện hơn khi thương lái trung quốc xây kho thu mua sầu riêng tại việt nam họ sẽ có thể thu mua sầu riêng ngay tại vườn điều này sẽ giúp các nhà vườn việt nam có thể bán sầu riêng nhanh chóng và thuận tiện hơn không cần phải vận chuyển sầu riêng đến các chợ đầu mối giúp các nhà vườn Việt Nam có thể tiếp cận được với thị trường Trung Quốc lớn hơn. Khi thương lái Trung Quốc xây kho thu mua sầu riêng tại Việt Nam, họ sẽ có thể thu mua sầu riêng từ nhiều vùng trồng khác nhau của Việt Nam. Điều này sẽ giúp các nhà vườn Việt Nam có thể tiếp cận được với thị trường Trung Quốc lớn hơn. Tuy nhiên, các nhà vườn Việt Nam cần lưu ý một số vấn đề sau khi xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc. Cần đảm bảo chất lượng sầu riêng. Sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc cần phải đảm bảo chất lượng cao đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường Trung Quốc. Cần tìm hiểu kỹ thị trường Trung Quốc, các nhà vườn cần tìm hiểu kỹ thị trường Trung Quốc, bao gồm nhu cầu tiêu thụ, giá cả, các quy định về xuất khẩu để có thể xuất khẩu sầu riêng hiệu quả với những lợi thế và tiềm năng của mình, Việt Nam có thể trở thành một trong những nhà cung cấp sầu riêng hàng đầu cho thị trường Trung Quốc.